Xin kính chào các quý vị khán giả. Hôm nay tại shop Âu Lôi Thiên Hà số 5 ngõ 198 Thái Hà, qua những thời gian chờ đợi và cũng là đây là những model mới nhất của năm 2020 đã cập đến Âu Lôi Thiên Hà. Và hôm nay tôi xin giới thiệu cho các bạn đây là cặp Uyên Kim 803D3. Đó là dòng Diamond và là dòng Series 8 của hãng Uyên Kim đến từ Vương quốc Anh. Đây các bạn nhìn đây, các bạn thấy đây là Made in England. Và đây là với những cấu trúc của cặp loa này, loa 4 đường tiếng, chúng ta thấy là 3 đường tiếng và loa đứng. Và đây là cái cách hướng dẫn khi người ta cho mình dẫn thùng. Vì cặp loa này nó có trọng lượng đến tới 65-70kg và nó có bánh hỗ trợ. Nên người ta đã có những cái chi tiết để mình có thể khui thùng cho nó chính xác. Còn bây giờ thì tôi sẽ cùng nhân viên kỹ thuật của Âu Lôi Thiên Hà sẽ xin giới thiệu cặp loa này và dẫn thùng cho các bạn. Với cấu trúc đóng thùng như này thì cũng vẫn giống như là các dòng CDD của hãng BW, tức là khi người ta làm người ta đã có sự tính toán rất là cẩn thận. Đây là chúng ta thấy nắp đúng không ạ? Xốp để bảo vệ bóng chép. Đó, các bạn thấy màu black high gloss này thì rất là tuyệt đẹp. Và bây giờ thì với cấu trúc cặp loa thì đã lộ diện dần ra rồi. Nhưng mặt đằng trước đây thì một chút nữa tôi sẽ quay lại và giới thiệu cho các bạn. Còn bây giờ thì theo đúng nguyên tắc thì chúng ta phải dựa từ bên này ra. Cặp loa này có những gì đặc biệt? Đầu tiên tôi muốn nói đến đây, một cái là loa chép thì mọi người cứ nhầm tưởng đây là giống như là một chiếc mic, nhưng thực tế đây là loa chép, và loa chép này gọi là chép kim cương Diamond. Tại sao người ta muốn dùng cái Diamond này? Là vì cái kim cương này nó có cái độ tinh khiết khi dòng sản phẩm này lên đến tận 70 ki, tức là cái tai người chỉ 20 ki thôi, nhưng mà nó đã đưa tới 70 ki. Và cái độ cứng và cái độ chính xác của nó trong vật liệu quý thì kim cương là số 1. Và trên hệ thống này thì có cái phần âm chung của cái loa BW803 này thì nó là hình giọt nước, nó thuôn dần ra đằng sau và nó rất là đẹp. Và các module này thì được tách rời nguyên khối, và trong này nó có một ống nhôm để nó hỗ trợ. Và đây là chép này, thì là chép 13/5 Continuum, và dòng này thì là rất là cứng và lại siêu nhẹ đó. Và các bạn để trong này thì khi có tác động về các sóng âm thì nó sẽ không bị ảnh hưởng nhiều tới các sóng âm trong đường. Còn với kết cấu như thế này thì một dòng loa này nó vẫn còn mang nhiều cái tính chất nét cổ điển của dòng loa Anh. Và dòng loa này thì đã đưa audio của người Anh lên một sự vang dội trên đất nước Mỹ khi đưa dòng sản phẩm này vào đất nước Mỹ. Và với cặp loa trung và trung trầm này, bass 16/5 này, thì các bạn sẽ thấy là và người ta áp dụng được công nghệ iFloat của hàng không, tức là ở phía trong này thì là cứng, ra gần ngoài này thì sẽ nhẹ đi rất là nhiều, và nó tạo cho một cái sự lực rất là tốt để là áp dụng trong cái hàng không vào trong cặp loa này. Và với những vỏ bằng kim loại quý bọc bên ngoài này thì là càng tăng thêm cái phần giá trị của cặp loa BW803D3 này. Và đứng trên này thì là một khối chân hợp kim đúc rất là đặc biệt. Và cặp loa này thì là mỗi một module này thì là đều có những cái module rời, và đây là một cặp rời, đây là một cặp rời, và nó chỉ kết nối với nhau bằng qua link của các sợi dây để làm sao là khi sóng âm triệt tiêu, đó là ma trận magic, đó là dễ triệt tiêu được những dòng này. Đó là một sự vượt trội về dòng loa BW của người Anh. Còn về phần đằng sau này với cầu loa này thì các bạn sẽ nhìn đây, đó các bạn thấy cái sự thuận lợi
Khi tôi quay cặp loa này thì tất cả cặp loa này nó đều đứng trên bánh xe và mình có thể dịch chuyển được. Nhưng khi tôi cần tôi có thể nhấc bánh xe lên và tôi chốt hạ lại thì là nó thành ra sẽ đứng trên cái mảng chân đinh. Đó là một thứ tuyệt vời. Còn đây là những cầu cặp loa rất là quý của dòng BMW này. Còn đây là cánh tản nhiệt và vừa là trang trí vừa là cánh tản nhiệt luôn. Còn đây là hệ thống loa chép. Và khi cảnh báo các bạn thế này, khi tháo này ra thì các bạn sẽ có một cái nút đậy vào đằng sau này để bảo vệ về cái phần của loa chép này. Và đây là cũng là một cái đường dẫn âm của loa chép. Đó. Vâng, sau khi nhân viên kỹ thuật của Audio Thiên Hà đã đưa cặp loa này ra ngoài và chúng tôi sẽ thấy cho các bạn xem có những phụ kiện đi theo. Đây là hộp kỹ thuật và trong này thì có hai cặp dòng jumper của loa, để tí nữa một chút nữa thôi tôi sẽ đấu vào đây cho các bạn. Còn cái này là cái để giã ốc đằng sau, và trong này một cái điều rất quan trọng là cái này là để chi mình, để đây là mình che cái của loa chép, loa beat bass đằng sau đó. Hiện tại đây trên này nó có một cái cảnh báo này thì tôi sẽ tháo cái này ra đó các bạn nhìn nào. Sau đó thì tôi sẽ cài vào đây, nó vừa là cái phần trang trí vừa là làm để chống các cái sóng của đấy của âm thanh đó các bạn thấy không? Rất là tuyệt vời và chính xác, thì khi đây vào đây nó lại thành một cái khối đấy. Còn với thanh sắt này thì các bạn nghĩ đây là gì? Đó chính cái này, thanh sắt này chính là cái khi mình đã đặt loa được đúng vị trí fix thì mình sẽ đưa cái này vào và mình quay lên thì chân loa nó sẽ từ đang từ chân phẳng nó chuyển thành chân côn ở phía dưới. Đó là một tôi nghĩ đánh giá rất cao về các cái hệ thống của dòng loa BMW này để ứng dụng cho con người. Tức là dù một cái đôi loa như này nhưng mà chỉ cần một người có thể thao tác cho nó ra được, vào được, vào vị trí và cân chỉnh thì vẫn rất là dễ dàng và hợp lý. Đó là một điểm rất hay, điểm cộng cho dòng loa này. Còn trên tay tôi đây thì là đây là hệ thống của e căng. Tôi thì đấy, nhìn cái căng này thì đây đến cái căng này thì người ta sẽ đưa vào cái mít rào đào tạo trụ. Thì khi mình che thì nó lại có một sự tương tác rất là đẹp, là nó lại thành các điểm nhấn trông nó càng huyền bí, đã màu đen càng huyền bí hơn. Và dài âm trung này thì có đây là cái căng của hai dạng này. Đấy, khi các bạn đặt được thì các bạn sẽ đặt lên như này. Đó, các bạn thấy nhìn thấy trông là một cặp loa trông nó rất là nhã và nó có cái sự coi như là uyển chuyển trong tất cả các hệ thống là khi kết nối như này. Và đây là những garanti vẫn còn nguyên siêu trên này. Hôm nay tôi đã giới thiệu với các bạn khui thùng của cặp loa BW 803 D3 Bowin King. Và dòng này cũng là dòng sản phẩm cao cấp của hãng BW. Và để phối ghép với dòng này thì chúng tôi cũng sẽ xin giới thiệu với các bạn cái sự phối ghép của vô chính là dòng Mercedes 600 của hãng Macintosh. Đây là một trong những dòng CD player tốt nhất của hãng Macintosh hiện tại đến thời điểm này. Và để chinh phục cặp loa này thì chúng tôi sẽ dùng một cặp MA 9000 cũng của hãng Macintosh. Đây là cũng một dòng âm ly integrate lớn nhất của hãng Macintosh, có công suất giao dịch lên tới 300W. Và bộ đôi này thì là được người khổng lồ xanh của các chuyên gia Mỹ thì đi đâu cũng được đánh giá rất là cao ở trong các thị trường của audio. Đây, với cấu trúc thùng đóng như thế này thì chúng tôi sẽ tiếp tục có những YouTube khui thùng để gửi đến cho các bạn có một sự cảm nhận khi được trải nghiệm với những sản phẩm rất là đẹp và mới như thế này chỉ có tại Thiên Hà Audio chúng tôi. Và chúng tôi sẽ hẹn lại các bạn trong cái phần thử và test lắp trên phòng test lắp của Thiên Hà Audio chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại.